giải trí miền Tây chào các bạn đã quay trở lại. Các bạn ơi, hôm nay thì cũng là 16 Tây âm lịch, còn 14 ngày nữa thì chúng ta đến Tết rồi các bạn ha. Đa phần các vườn mai thì cũng đang xuống lá mai để cho chúng ta đón Tết. Thì đây là một cái vườn mai rất là lớn ở Cần Thơ nha các bạn. Và được anh chủ vườn, đó là bạn của mình, chia sẻ rất là cặn kẽ, rất là nhiệt tình về cái cách để chúng ta làm sao để cái bông mai Tết, thứ nhất là đúng cái dịp Tết các bạn ha, thứ hai là nó cái bông to, đẹp, khỏe. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta rất là cần ở cái dịp Tết. Giờ đây các bạn hãy bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ, bấm vào cái chuông để là người đầu tiên nhận video của giới trí miền Tây sớm nhất nhé. Làm sao để chúng ta chơi một cây mai mà phát triển bền vững, để khi qua Tết thì cây mai vẫn còn sống và tốt nha các bạn ha. Chúng ta áp dụng cho những cây mai nhà vườn của mình nha. Còn những bạn ở có những cái cây mai hay là những cái vấn đề về cây mai đó thì cũng cứ bình luận để có thể mình nhờ anh bạn mình chỉ cho tất cả các bạn, bởi vì anh là thâm niên của vườn mai, làm trong nghề mấy chục năm rồi các bạn, cho nên là về nói về kinh nghiệm là anh rất là rõ nha các bạn ha. Thì để chia sẻ làm sao để cái mai của mình nó lặt lá đúng dịp Tết, thì hôm nay là đúng là ngày 16 Tây tháng 12 âm lịch là anh ngắt lá nè các bạn. Thì nếu bạn nào mà xem cái clip này mà mình chần chừ chưa ngắt lá, hoặc là chúng ta ngắt lá rồi thì chúng ta cũng nên tham khảo ha. Đó, đây là cái vườn mai của anh hôm nay là mới ngắt lá, là đúng ngày ngày 7 tháng 1 năm 2023 ha các bạn, đó là ngày dương á. Còn ngày âm lịch của mình nó là ngày 16 tháng 12 âm lịch đó. Thì cũng không có bao lâu nữa, 14 ngày nữa chúng ta đến Tết. Hôm nay thì ảnh xuống lá hết những cây mai trong vườn nữa các bạn. Đó. Và ảnh cũng nhờ mình quay và chia sẻ với tất cả các bạn yêu mai trên toàn quốc. Thứ nhất là các bạn thấy những cây mai nào các bạn hài lòng thì ở đây có thể ảnh chia sẻ luôn cho các bạn nha. Mình quay như thế để có thể các bạn liên lạc để chia sẻ luôn. Và nếu các bạn nào cần thì mình quay tại vườn cho các bạn xem luôn ha. Rồi bây giờ thì mình nói về một số cái vấn đề để chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta đến cái ngày để chúng ta lặt lá mai. Thì theo kinh nghiệm của anh, thứ nhất là nước. Thì ở nước á, thì ở trong cái chậu á, các bạn nhớ là cái chậu của mình á, hồi trước tới giờ mình đã đi nước như thế nào, tưới nước như thế nào, thì chúng ta phải để cho ổn định, tức là chúng ta tưới bình thường nha các bạn, cứ bình thường như vậy. Chúng ta không nên giật nước hay là không nên tưới nhiều hơn, bởi vì khi mà chúng ta giật nước làm cho mai nó sẽ có thể nở sớm hơn, và chúng ta tưới nhiều hơn cũng có thể làm cho mai chúng ta nó có một cái không thích hợp đó các bạn, nó cũng có thể sớm hoặc trễ hơn đó. Cho nên là về cái phương tiện nước thì các bạn nên là tưới bình thường ha. Cái thứ hai là lặt lá mai á, thì chúng ta là chú ý là khi mà chúng ta lặt lá mai rồi thì các bạn phải để ý cây mai của các bạn xem nó có đủ sức để nó ra hoa hay không. Tức là khi mà cái cây mai của bạn nó đã có bung búp chưa, nó có đủ sức chưa. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần cái lưu ý cái cây mai của chúng ta. Đó, thí dụ như cái đây nó có bung búp như vậy ha, là đảm bảo nó đúng cái dịp Tết đó các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, đó là đảm bảo đúng cái dịp Tết. Đó, còn như nó chưa có thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Đó là cái vấn đề ha các bạn ha.
Thì có những bạn chơi ít á, cho nên là chúng ta không để ý tới một cái vấn đề nữa, đó là ánh sáng. Ha, thì cây mai rất là cần nắng nha các bạn. Thì cho nên là các bạn muốn cho mai của các bạn nó nở mà nó đẹp thì các bạn phải cho cây mai của bạn ra sáng. Có những lúc mình trồng mà mình quên á, mình để ở cái mé hiên các bạn ha, nó không có hứng được cái ánh nắng hay là ánh sương, hoặc là cho nên là nó cứ không phát triển. Đó là mình cần lưu ý cái này, ở dưới cái mé hiên hoặc là ở dưới cái bóng cây các bạn nha. Những cái vấn đề đó thì các bạn nên lưu ý để cho cái mai của các bạn nó được chẳng ở bên ngoài như thế này đó, ở ngoài trời luôn, nó giống vậy đó, giống vậy đó, ngoài trời luôn, để chúng ta hứng được nắng, hứng được sương. Và hôm nay nó sẽ có cái nụ búp như vậy, chúng ta vừa hái xuống là nó có cái nụ búp như vậy rồi các bạn ha. Đây các bạn thấy rất là đều, đây cái vườn mai rất là lớn nha các bạn. Thì cái này là anh chia sẻ rất là nhiệt tình với mọi người, và nếu mọi người cần cái gì nữa tìm hiểu thêm thì cứ bình luận thì anh sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn ha. Thì cái nước thì chúng ta không nên để khô quá, hay là cái chậu của chúng ta đó nó nhiều nước quá thì cái đó cũng không được nha các bạn. Khô quá hoặc nhiều nước cũng không được, mà chúng ta để cây dưới mé hiên không có ánh nắng ánh sáng thì cũng không được đó. Rồi đặc biệt là nắng các bạn, nếu mà cái cây của mình nó ở dưới cái nắng mà khoảng 8 giờ sáng cho đến khoảng 12, 1 giờ trưa là cái nắng rất là tốt nha các bạn. Đó là cái nắng đó là nắng rất là tốt. Và khi mà chúng ta lặt lá mai như thế này nè các bạn, mình chia sẻ tiếp về cái vấn đề mà lặt lá mai như thế này rồi chúng ta xử lý như thế nào. Ở nhà vườn mình thì thường mình lặt lá thì chỉ có lặt vậy thôi, rồi tùy theo thời tiết sớm muộn chúng ta khó điều chỉnh, hay là chúng ta không có để ý để làm sao để cho cái bông mai của chúng ta nó to nó khỏe đó các bạn ha. Thì hôm nay là mình chia sẻ luôn về cái vấn đề đó. Thứ nhất là mình lặt lá mai như thế này rồi thì các bạn làm sao để cho cái nụ hoa nó có cái bông to khỏe đó. Khi các bạn lặt xong mai của mình, lặt hết rồi ha, xong hết rồi thì lúc đó thì chúng ta nên xịt thuốc. Thì cái loại thuốc để kích thích sinh trưởng cho cây đó các bạn, cái loại thuốc mà kích thích sinh trưởng cho cây đó thì các bạn nên xịt, đó là Atonit, gọi là Atonit đó các bạn ha. Để chi? Để cho cây nó phục hồi, nó có những cái vấn đề gì hồi trước tới giờ đó, nó sẽ phục hồi ở cái giai đoạn này. Thì chúng ta pha dưới cái liều lượng như nhà sản xuất chỉ dẫn ha, chúng ta phun sương giống như tắm cho cây vậy đó các bạn ha, từ ở trên tới ở dưới chúng ta phun sương đều hết cái cây bằng Atonit nha các bạn, để cho nó sinh trưởng nó tốt. Khi nó kích thích được cái quy trình sinh trưởng sinh sản của nó đó thì bắt đầu hoa nó nở, đầu hoa nó nở đó. Nè cái này đất ở dưới nè các bạn, thì chúng ta nên là xem cái đất ở dưới nó hơi ẩm đó các bạn, tức là cái độ ẩm nó bình thường đó nha. Và cái thời điểm này á là cái độ ẩm nó hơi nhiều do cái thời tiết nó hơi lạnh nè nha các bạn, cho nên là các bạn chú ý cái vấn đề đó để nó nở được cái đúng cái thời điểm đó các bạn ha. Rồi khi mà chúng ta xịt cái Atonit rồi thì vài hôm khi mà nó bật cái lá mầm đó các bạn, thì chúng ta nên xịt thêm một cái loại đó là thuốc trừ sâu. Thường thì ở chỗ các bạn có những cái loại thuốc trừ sâu nào đó, nhưng mà ở chỗ mình thường là người ta sẽ xịt đó là ách tắc nha các bạn. Và chút xíu nữa mình sẽ chụp hai cái hiệu này để cho các bạn xem luôn.
Thì khi mà cái cây của các bạn nó đủ lực, nó phát triển, nó các bạn xịt Altonic vô, nó mạnh khỏe cây rồi đó, thì cái bông nó bắt đầu, cái nụ nó bật lên hoa ha các bạn. Và khi cái nụ bật lên hoa rồi đó, đây, cái này đây, một là Altonic kích thích sinh trưởng, và hai là Attack để chúng ta ngừa những cái sâu á các bạn, thuốc trừ sâu á. Bởi vì cái lá mai non á các bạn, là con sâu rất là thích nha các bạn, nó ăn cái lá mai non của mình. Còn cái Altonic này á, là mình nói với các bạn hồi nãy đó ha, ai cũng biết đó, là nó kích thích cái quá trình sinh trưởng sinh sản của cái cây, để làm cho cái cây của mình nó có cái lực, nó khỏe hơn, để khi mà nó nở cái hoa nó to, nó khỏe nha các bạn. Đó là hai cái này là mình sử dụng ở trong cái thời kỳ lặt lá mai này, và cho cái cây mai của mình nó khỏe, nó tốt. Trong cái quá trình mà cây nó nở hoa đó các bạn, là nó cần nước nha các bạn. Nhưng mà chúng ta không nên tưới nhiều nước ở dưới cái chậu. Các bạn lưu ý cái điều này giùm mình nha. Khi mà các bạn tưới nhiều quá dưới chậu, nó ôi cái gốc và nó dễ bị hư rễ và nó chết sau khi mà nó ra bông. Thường là dễ bị cái tình trạng đó khi những người bình thường mà mình không có nghiên cứu đó các bạn, là mình hay bị cái trường hợp này. Cho nên nó cần nước các bạn vô một cái nước vô trong cái bình xịt nhỏ đó, các bạn xịt lên trên cái cây của nó. Các bạn xịt lên cây của nó, và chúng ta cũng tránh xịt lên hoa nha các bạn. Chúng ta xịt lên hoa, cái hoa nó dính nước nhiều là nó cũng không tốt cho cái hoa, nó dễ bị rụng hoa ha các bạn. Cho nên chúng ta kiểm tra cái phân ở dưới nè. Các bạn nhìn thấy cái phân ở dưới, mình phải cho nó đều, nó hơi ướt một xíu như thế này thôi. Các bạn ha, chúng ta không nên là tưới đẫm nước nha các bạn. Đó, và chúng ta muốn cho nước vô cây là chúng ta phải lấy cái bình xịt, chúng ta xịt lên cái thân cây. Các bạn nhớ điều đó thì mình. Và chúng ta nè, xịt cái Altonic ở thời điểm này, khi chúng ta lặt lá chúng ta xịt, và 7 ngày sau, 7 ngày sau các bạn nhớ ha, là chúng ta xịt tiếp Altonic. Trong cái thời gian này thì các bạn nên lấy nước xịt lên thân cây, và khi lá mầm lá non bật lên thì các bạn xịt thuốc sâu. Đó, mình lưu ý cho các bạn những cái vấn đề như vậy ha. Mình tóm gọn lại một chút xíu, đó là các bạn xem, thứ nhất là cái ánh sáng, tức là nắng cho cây của các bạn ha. Thứ hai, độ ẩm trong cái chậu của các bạn, không được nhiều nước, không được ít nước, nó vừa phải ha. Cái thứ ba là các bạn xịt Altonic để kích thích sinh trưởng sinh sản cho cây. Và chúng ta lặt lá cho đúng cái ngày để cây của chúng ta nó ra đúng cái dịp Tết. Và chúc cây của các bạn được đẹp và đúng Tết nha. Và giờ đây các bạn đừng quên để lại một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ, và bấm vào cái chuông để nhận video sớm nhất của Giải Trí Miền Tây. Xin nói là chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú, các anh chị và các bạn trong video lần sau. Bye bye.